Mẹ cứ đi ra đây, mà... bố không nói thì chúng con sẽ nói. Không, con cứ để mẹ đi. Mẹ không muốn làm phiền đến bố, cũng không muốn để bà tăng sông nữa. Bà. Dạ, con chào mẹ ạ. Không dám. Úi dồi ôi, úi dồi, tôi nhìn thấy ai thế này hả? Có phải là ma không hả? Có đúng ma không hả? Bà. Ôi, nhưng đúng ma rồi mà là con ma sống hả nơi. Bà, chị Nhất, chị muốn tôi chết nha, thì chị cho ngay một liều bà chuột. Cớ làm sao chị lại trốn chui trốn lùi, nó nay nó hù, mai nó dọa tôi hả? Bà, mẹ cháu không trốn chui trốn lùi ạ. Nếu không vì nghe lời bố cháu, vì hạnh phúc của thằng Phan, thì chắc là mẹ cháu đã không bước chân về đây để chịu nhục như thế này đâu ạ. Ôi trời ơi. Mẹ, mẹ ơi, chúng con xin lỗi mẹ. Vì chúng con mà mẹ chấp nhận về đây. Để bây giờ lại... Anh Phúc. Dạ. Anh dạy con anh như thế à? Hả? Mẹ, ba anh. Con thằng khốn. Bố nói gì với bà đấy chứ ạ? Mẹ vì bố mà hy sinh, mà bây giờ bố cứ đứng như là người ngoài cuộc thế à? Mẹ, con xin phép. Kìa mẹ, kìa, mẹ kìa. Ôi trời ơi, sao tôi không chết đi? Chết đi để cho đôi Uyên Ương đoàn tụ. Kìa mẹ. Con xin mẹ. Con xin mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng đi. Mẹ mới là người phải xin lỗi các con. Mẹ nghĩ duyên phận của mẹ nó như vậy. Thế nên con đừng trách bà nội, cũng đừng giận bố. Mẹ ở đây chờ con nhé. Con sẽ đi vào thu dọn đồ. Con với Miss sẽ đi với mẹ. Mẹ chờ con nhé. Mai. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đã đỡ chưa? Thì ra mọi sự là do con Mai sắp xếp. Anh không hề mời gọi mà chị em nó giấu giếm đưa mẹ nó về, đặt anh vào sự đã rồi, đúng không? Không, mẹ đừng nghĩ oan cho cháu. Mai nó không liên hệ gì đâu ạ. Thực ra cái này là cho chính con chủ động thuyết phục vợ con quay trở lại. Vợ cũ thôi nha. Anh đừng có mà thương con một cách mù quáng. Rồi thì tội gì cũng nhận vào mình như thế. Dạ, con chỉ trộm nghĩ là nếu mà để cho nhà cái Linh biết là vợ chồng chúng con ly hôn ý, thì dù không nói ra, nhà người ta cũng ngại cho con họ qua lại với con nhà mình. Mà thằng Phan nó là cháu đích tôn của mẹ. Thì ra mọi sự là do tôi, do cái con mụ già này gây nên, đúng không? Dạ không, con không nói thế ạ. Anh dục dã tôi ra khỏi nhà không phải là vì muốn cho tôi vui vẻ hạnh phúc, mà là vì thấy tôi quá phiền phức, quá ghê gớm, cho nên là anh muốn tống cổ tôi đi để cho khuất mắt các người, có đúng không? Không, mẹ cứ bình tĩnh, mẹ đừng cả nghĩ. Chúng con chỉ muốn mẹ lúc nào cũng vui vẻ khỏe mạnh. Trời, thôi, mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Anh đi ngay. Mẹ đuổi con à? Anh cút ngay cho tôi nhờ. Đóng cái cửa vào. Ôi trời ơi. Ôi kìa, mày có đi không? Mày có đi không thì bảo.